Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Và hiện tại thì mình đang cho bé rồng đứng ở đây nhưng vẫn ở 25 ngày tuổi thôi. Bây giờ mình sẽ ra bên ngoài để lấy thịt từ chỗ bé rồng lửa này nè. Và cũng như mình cũng có cắt thêm vải rồng lửa và một ít cái vải rồng khác ấy để có thêm vải rồng và chế tạo giáp trong thời gian sắp tới. Và sau đó mình sẽ vào trong nhà và chế tạo cho bé rồng lửa mình một ít thức ăn nhá. Mỗi ngày cho ăn một ít thôi. Đây mình sẽ lấy xương, sau đó cho vào bàn chế tạo đặt như vậy. Mình làm được hai lần thức ăn như vậy á, kệ hôm sau lên được 2 ngày tuổi cũng ok rồi. Rồi sau đó ra ngoài và cho bé ấy ăn thôi. Đây ăn nhá. 1 nè, 2 nè. Rồi giờ đã 27 ngày tuổi và được 124 máu. Yeah. Và ngoài ra thì trong ngày hôm nay mình sẽ chế tạo một bộ giáp rồng lửa nhá. Tại vì bây giờ mình có được một ít cái vải rồng lửa rồi nè. Và để coi coi bộ giáp rồng lửa này nó có đẹp hơn bộ giáp rồng lửa trước không nhá. Rồi vào trong và chế tạo luôn. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái nón trước. Hình như cũng khá giống cái giáp lửa trước nha. Cái giáp lửa trước mình cho vào cái rương đây đây đây. Cái rương đây để mình so sánh coi. Nó chỉ khác màu thôi hả? Nó chỉ khác màu thôi mà thôi kệ, dù sao cũng có màu đỏ mình thích là được rồi. Rồi, sau đó mình sẽ cho những cái vải rồng còn lại vào trong đây nhá. Ở đây mình có một ít cái vải rồng Aether nè, rồng băng cũng như là rồng Terra nữa. Rồng Terra thì mình chưa có chế giáp đâu, từ từ mình sẽ chế sau. Rồi giờ thì cởi bộ giáp rồng xanh lai ra, mặc giáp rồng lửa vào. Wow, giáp rồng lửa kìa. Nó vậy nó mới trùng bộ với con rồng mình cưỡi chứ. Rồi giờ thì cho bộ giáp rồng xanh lai vào trong đây nhá. Nó cho vào đây. Rồi kế tiếp thì mình sẽ chế tạo thêm một món vũ khí mới để giúp mình có thể chiến đấu trong thời gian sắp tới nhá. Và nó có độ bền hầu như là không bị vỡ luôn. Đó chính là cái cây kiếm laser này nè. Nhưng mà để chế tạo nó thì mình cần phải có một ít vật liệu như vậy. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy vật liệu và chế tạo thôi. Đầu tiên thì mình cần phải có khối kim cương. Đây mình có một khối nè. Kế tiếp thì mình cần phải có cái đá phát sáng. Đá phát sáng hình như mình cho xuống đây thì phải. Đây đá phát sáng đây. Rồi coi lại coi. Tiếp theo thì mình cần một khối redstone. Mình sẽ lấy chính cái redstone ra và làm một cái khối redstone nhá. Đây một khối như vậy. Và cuối cùng là sắt thôi. Đây mình có sắt luôn. Rồi, và sau khi chế tạo thì mình sẽ thử nâng cấp nó lên luôn nhá. Đây, hình như là công thức nó là như vậy. Và cuối cùng là những cái sắt ở xung quanh. Nó, mình đã được một cái cây kiếm laser rồi và nó có sẵn cái dòng hại thay ma luôn ấy. Nhưng mà chế tạo vậy thì hơi tốn kém thì phải. Để bây giờ mình sẽ thử làm cái công thức rút gọn của nó coi có được không nhá. Đầu tiên thì mình cần phải có quên chế tạo xong đi rồi ngủ. Một cái bột đá phát sáng nè, để mình thử coi công thức chế tạo thu gọn của nó làm có được không. Bột đá phát sáng, bột redstone, kim cương, tiếp theo là sắt. Nó như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều kim cương luôn nè. Rồi, và như vậy á, thì mình chỉ cần làm thêm một thứ nữa để nâng cấp cái kiếm lên thôi ấy. Và thứ để nâng cấp đó chính là cái đe nhá. Rồi mình cần ba cái khối sắt trước. Đây mình sẽ chế tạo ba khối sắt. Sau đó vậy mới đủ nè. Rồi sau đó thì mình sẽ làm một cái đe theo công thức như vậy. Và mình sẽ đặt tên lại cho cây kiếm ấy. Tại vì cây kiếm này sẽ tự động nâng cấp lên nếu chúng ta đặt cho nó thành gift. Nó giống như món quà vậy đó. Chưa để mình gift. Đó rồi. Đó các bạn thấy chưa, nó đã đổi màu luôn rồi kìa. Wow, thấy chưa, hồi nãy là màu đỏ nhưng mà giờ đã màu cam rồi. Và nó đã tự nâng cấp lên cho mình á là 4 tốc độ tấn công và 10 sức tấn công luôn. Nó không cần phải tốn nhiều kim cương như hồi nãy. Và nó còn một cấp độ nâng cấp cuối cùng nữa. Nhưng mà cái đó thì hơi khó, để từ từ mình sẽ nâng cấp sau nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị thêm đồ để chúng ta có thể đi qua khu vực Stronghold để khám phá nó. Tại vì hôm trước thì mình đã có tìm thấy khu vực mình nghi ngờ là Stronghold rồi ấy. Và đi khám phá chỗ đó thì mình nghĩ đem theo táo vàng nè. Mình sẽ đem theo một ít vàng để phòng hờ, một ít sắt. Bột đá phát sáng thì mình sẽ cho lại ở nhà đi. Redstone cũng vậy luôn. Đá phát sáng này cũng để. Và xương thì cho ở nhà để làm thức ăn cho bé rồng ấy. Kim cương cũng vậy luôn. Kim cương để nhà. Và như đây đồ thì mình nghĩ cũng đã khá đủ rồi. Nhưng mà trước trước khi đi thì mình sẽ cho bé rồng này vào trong nhà ở. Để đây sợ bị lạc lắm. Rồi cho vô đây, cho vô đây. Đây bé rồng cho vô đây đi. Rồi sau đó thì mình sẽ ra ngoài và cởi bé rồng đi qua khu vực mình nghi ngờ là khu vực Stronghold nhá. Và trong đây thì mình cũng có mang theo một ít thịt đây. Ui, hết thịt rồi.
là phải ráng tiêu diệt zombie để cho bé rồng lửa của mình có thức ăn thôi, chứ giờ là bé hết thức ăn rồi ấy. À, cho cuốn sách này vào đi. Nó và trong đây mình cũng có thêm một ít cái quả táo vàng nè để dành chiến đấu á. À, mình sẽ tạm thời cắt cây kiếm này, tại vì rồng Ender thì cây kiếm này nó cũng bình thường à. Cây này coi coi. Cây này 12 sức tấn công. Cây này chỉ có 10 thôi nhưng mà tốc độ tấn công thì cây này lại nhanh hơn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ lấy cái này nhé, tại vì cái này mình đánh được hai cái này chỉ mới đánh có được một cái thôi. Đó, vậy mình sẽ lời hơn, kéo rồng sẽ để vô đây luôn, đuốc mang theo nè, khiên mang theo, rồi gỗ cũng cho vào đây, sau đó cởi bé rồng, à không, lấy ca mulet chứ. Nó giờ dịch chuyển qua khu vực bên kia luôn, đây khu vực Stronghold đây. Đó, mình đã di chuyển tới khu vực Stronghold rồi. Và bây giờ thì mình sẽ thử đào xuống phía dưới nhá. Đây cái Ender Compass nè. À, đầu tiên thì mình sẽ đào ngay chỗ nào trống trống ta. À, chỗ này ngay vách núi mình nghĩ là không nên đào đâu. Qua bên đây đào sẽ tốt hơn nè. Rồi đào ngay vị trí này không có nước. À, và ui cây xẻng. Cây xẻng hôm bữa mình lút đồ xong mình bước mất tiêu rồi. Tạm thời dùng a quên 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 nữa. Cắm đuốc ở phía trên, lỡ mà đào lên trên mà gặp nguyên con Reaper chặn đường thì thôi, nó nổ cho banh xác á. Rồi giờ đi xuống dưới thôi nào. Hy vọng đây là chính xác khu vực Stronghold luôn ấy, để mình không cần phải đi tìm chi cho mệt. Và phía dưới này thì chắc sẽ có cái khu vực thư viện ấy. Có thư viện thì mình sẽ mang thật là nhiều sách về để mình có thể ui ui đúng rồi nè, mình sẽ mang thật là nhiều sách về để sau này mình làm một con rồng enchant đấy. Vậy rồi giờ thì khám phá thôi. Ồ, vô đây phải cẩn thận nha, không thôi là lạc như chơi. Đây là chỗ mình lên, mình sẽ làm dấu một cái, đó, làm dấu bằng một cục đá luôn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ khám phá. Ui ui, cái này có tầng đi lên luôn hả? Ồ, có tầng đi lên luôn. Ui, ui nhưng mà lên đây đừng cùng ơi. Nó troll mình. Rồi cái này tạm thời đi rồi đúng không? Phong ấn lại. Đó, cái tiếp đi về hướng bên đây. À, bên đây lại mở ra ba hướng khác. Cái này giống như là những cái ngục vậy á. Wow, có mấy cái cửa sắt, lồng sắt gì nè. Còn bên đây có cái nút không? Ủa không có nút hả? Thôi không có nút thì mình đập luôn đi. Cầm đuốc lên, cầm đuốc lên. Wow, ui. 2 trong 1 luôn. Khu mỏ kết hợp với khu vực Stronghold. Wow, có vàng nữa nè, lấy luôn lấy luôn. 2 trong 1, lần đầu mình thấy khu mỏ mà nằm sát cái Stronghold vậy luôn á. Wow, vậy thì tuyệt vời còn gì bằng. Mình đây coi. Ui ui ui. Nè, Enderman Zombie, nó, các bạn thấy chưa? Một hit là ngõm cái con zombie liền. Wow, kiếm xịn thiệt. Rồi và nó còn không bị hư nữa. Rồi, Enderman quá trời luôn nè. Tiêu diệt để lấy thêm cái ngọc Ender đi. Đó, dám ở đây hả? Rồi, mình đã có thêm hai cái ngọc Ender rồi. Vậy và mình sẽ ăn vô một cái đã. Ăn khoai tây đỡ đi. Creeper nè. Creeper hả? Hay ít là ngõm nha. Rồi và đây có khu vực khu mỏ bổ hoang ấy. Thành ra sắp tới mình chỉ cần lại đây và farm những cái chỉ mang về chế tạo đồ thôi. Rất là tiện luôn. Và bên đây coi. Đây dòng lại khu vực hồi nãy rồi. Và trong đây phải khám phá từ từ mới được. Hồi nãy mình đi xuống. Mình đi xuống đường này hả? Nó thấy chưa? Cái này nó rất là giống mê cung luôn á. Thành ra phải đi khám phá cẩn thận để không thôi bị lạc. Đây là đường xuống. Ok, xuống thì xuống. Ủa, xuống đây lại dẫn thêm nhiều đường khác nữa hả? Nó thấy bắt đầu nó rườm rà đó. Và đây là đường cùng mất tiêu rồi. Vậy là phải đi lên trên á. Mình nghĩ cái này nó cũng gần cái chỗ mình đi xuống thôi. Nhưng mà chưa xác định là hướng bên nào thôi hả? Bên đây đi chưa? Bên đây không có đường. Cái này có rương nè. Wow, vậy nãy giờ mình không để ý ta. Rồi đập cửa này ra coi. Lại là những cái căn phòng giống như là trại giam vậy đó. Và có cây cúp sắt nè, chắc mình không lấy đâu. Và trong đây, ui ui, có ánh sáng kìa. Ồ, dưới còn đường nữa. Và đây là một cái ngã ba. Lại đi xuống. Ok, tạm thời mình sẽ đi xuống đây đi. Và chỗ nào mình chưa đi thì mình sẽ đừng có cắm đuốc để không thôi một hồi bị nhầm ấy. Rồi xuống đây lại là một cái chỗ cùng nữa hả? Ui, ra đây còn đường nè. Ồ, chỗ này chỗ trống hả? Ủa, vậy đường nào mới dẫn tới cái cánh cổng kết thúc ta? Đây đây, may quá, mình có đem theo bé rồng ở đây. Tại vì bé rồng đang chở đồ giúp mình đây. Rồi, nè. Đây chính là cái thư viện mà mình muốn nói nè. Nó có rất là nhiều sách luôn, tha hồ mà mang về. Rồi, từ từ thì mình sẽ lại đây và lấy sách nha. Còn giờ thì tìm cái rương thôi. Trong đây sẽ có rương cho mình loot á. Thường thường rương thì sẽ nằm ở khúc những cái kệ sách ở phía trên nè, nhưng mà mình chưa có xác định được nó nằm ở đâu á. Nó giấu giấu không à. Đây 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 đây. Nó
không được sách enchant gì trơn vậy. Chủ yếu vô đây để lấy sách enchant mà không rơi ra cho người ta gì trơn à. Rồi cắt mấy cái đá cuội, đá lửa này vào. Và sau đó mình sẽ đi lên trên coi. Coi nào. Trên đây nó có sách, có ủa có rương. Hy vọng là có sách sửa chữa nha. Boom. Đó, một cuốn thôi. Úp. Sức mạnh 4. Ồ, cái này mình có sức mạnh 5 rồi, nhưng mà không sao. Mình sẽ đem quyển sách này về, sau này mình sẽ ép vào cây cung khác nha. Tại vì mình sẽ chế tạo nhiều loại cung mà, chứ đâu phải duy nhất một cây cung này đâu. Đó, vậy là mình đã khám phá được một cái thư viện rồi. Trong đây nhiều khi nó lại có 2-3 cái thư viện lận, cho nên cứ từ từ mà khám phá thôi. Mình sẽ đi hướng này đi, mấy cái tơ nhỏ này cản đường quá à. Đây, đi qua, rồi, trở lại khu vực hồi nãy thôi. Vậy là dưới này là cái thư viện, nhớ lại. Rồi, chắc mình sẽ đi xuống hướng bên đây đi. À quên, hướng bên đây đi rồi. Đi qua hướng bên đây mới đúng nè. Đó, bên đây là một cánh cửa nữa và có rương luôn. Wow, và dưới đây á, thỉnh thoảng như cái rương vẫn có cái ngọc Ender ấy. Đó, Iran luôn nè. Cầu được ước thấy luôn. Rồi, nó còn có hang nữa chứ. Ui, giống mê cung vậy, đừng mà. Mình sợ nhất là bị lạc vô mê cung á. Ở đây hết đường rồi. Cắm nước vô đây. Ui, nó cứ dẫn mình như vậy thì một hồi thế nào mình cũng bị lạc cho coi á. Nè, chỗ này chỗ bắt đầu nãy nè. Đừng như vậy mà. Ủa, chỗ này mình cắm đuốc là mình đi rồi đúng không ta? Ủa, chỗ này nó cắm đuốc hai bên vậy? Thường thường cái chỗ này nó đâu có cắm đuốc hai bên đâu. Hình như chỗ này mình đi rồi nè. Thôi xong rồi, lại lâm vào tình trạng cũ là lạc đường rồi. Không ổn, phải tìm cách để tìm tới cánh cổng thôi. Phía trên thì hết đường mất tiêu rồi, phía dưới cũng vậy luôn. Á, phía dưới vẫn còn. Ô, kiểm tra liền. Ô, thư viện kìa. Hình như đây là chỗ mới thì phải. Đó, phải vậy chứ. Coi, hình như cái này chỗ mới thiệt nè. Sách đâu ta, thường sách thì nó sẽ đặt trong mấy cái kệ sách như vậy. Ủa, cái rương chứ nhầm. Cái rương đâu rồi? Ủa, nhìn cái này thấy quen ta. Ồ, chưa, cái này mình chưa lấy luôn. Vậy là cái này là thư viện mới. Ồ, thích thiệt. Đó, mới đây mình đã tìm được cái thư viện thứ hai rồi. Ổn. Và cái này thì chắc mình sẽ làm dấu đi. Thư viện. Đó, mình sẽ lưu lại một cái để có gì mình quay lại và lấy những quyển sách nhá. Và coi. Sức mạnh 4 bảo vệ khỏi lửa 3. Nó lại là một cuốn sách sức mạnh nữa. Vậy là mình có thể ép lại để tạo thành sức mạnh 5 rồi. Vậy là mình sắp có một cây cung sức mạnh 5 thứ hai rồi đó. Tuyệt vời. Còn bây giờ thì đi xuống dưới lại coi. Chỗ này là một chỗ mới nên mình nghĩ sẽ có tỷ lệ gặp được cái cánh cổng kết thúc rồi đó. Cố lên. Hướng này mình đi rồi. Đúng không? Ôi, không phải rồi. Ui, đây là căn phòng gì nữa nè. Ui, sao nhiều đường vậy? Một đường mình đã, hai đường thôi mình đã đi lạc lên lạc xuống rồi, cái này 4 đường lận. Đi lên coi. À, đây có rương. Ồ, có sắt cho mình. À, cái này giống như cái bẫy vậy. Rồi, đi về hướng bên đây có ánh sáng nè. Mở cửa ra. Không có gì hết. Bên đây coi. Bên đây cũng vậy luôn, không có gì luôn. Rồi, chỗ này thì mình sẽ làm dấu làm cái đi rồi nè. Đó. Kế tiếp đi về hướng bên đây. Bên đây cũng vậy luôn, đi rồi, làm dấu lại. Và cuối cùng là bên đây. Chị cũng dẫn người ta vô đây nữa, không có đường nào dẫn tới cánh cổng hết trơn mà cũng dẫn xuống làm gì không biết. Rồi. Úi. Ồ, đây một cái cổng. À, cái này là đường nãy mình đi xuống mà. Ủa, kỳ vậy ta. Thường nhớ cái này phải có cánh cổng chứ. Sao trung hô gì đâu mà không thấy cái cánh cổng kết thúc đâu vậy nhờ. Ủa, có cái nào ở phía dưới không? Chỗ này nhìn cũng quen lắm nè. Ôi, sao nó có nhiều căn phòng cứ dẫn mình quay mòng rồi đừng cùng mà. Giỏi thật sự luôn. Thôi kệ, quành lên chịu khó đi. Hướng này đi rồi. Ui, ở trên này coi. Ui, đào cũng ra sắt nữa chứ. Như cánh cổng ở đâu? Làm ơn. Ui, cái này mình nghĩ là cái công trình khó kiểu như là tìm nhất luôn á. Cứ bị lạc mòng ngoài à, rất là khó xác định hướng. Coi bên đây coi. À, đây nè. Oh yay. Được rồi. Ổn. Mình sẽ tiêu diệt cái con này, đập cái spawner ra luôn. Đó, và ui, nó chưa lắp cho mình cái mắt của Ender nữa hết.
ghi vậy? Ây da, này thì ha, khá bạc này. Rồi giờ thì làm gấp cái cổng thôi. Một tìm cực khổ ghê á. Đây, and portal. Rồi sau đó mình sẽ sell lại một cái. Nó vậy là có cái đi dịch chuyển lại rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho bé rồng ra nhá. Nhưng mà khoan đã, ở đây chật quá, không biết bé rồng ra có bị kẹt không ta. Hy vọng là không bị kẹt. Rồi bé rồng xuất hiện. Ồ may quá không bị kẹt. Rồi giờ thì mình sẽ lấy ngọc Ender nè, bột quỳ lửa ra. Sau đó mình sẽ đổi hết ra những cái mắt của Ender nhá. Và quên nữa, mình còn phải chế tạo thêm những cái mini mob farm này nè, để mình có thể có được những cái vật liệu để làm thức ăn cho bé rồng hoang dã của mình nữa. Cho nên chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà trước đi. Còn rồng thì từ từ đánh cũng được, giờ đã có được cái chỗ để đánh rồi mà. Sợ gì muốn đánh giờ nào chả được. Rồi lấy bé rồng lại và đặt trước cánh cổng đi. Đó, khi sao xuống thì mình sẽ nhào vô và đánh luôn. Đó, cho nó nhanh. Đặt vào và ba cái cuối cùng. 1 2 3. Vậy cánh cổng đã được thắp rồi và bây giờ mình chỉ cần dẫn bé rồng xuống dưới là mình sẽ có một trận đại chiến với loài rồng mạnh nhất game rồi đó. Rồi giờ thì mình sẽ quay về nhà nhá. À, để test coi cái chấm điểm này có hoạt động không. Nó phải hoạt động như vậy nè thì sau này mình mới quay lại được. Rồi về nhà trước. Không, rồi về nhà ngủ cái coi. Ôi, sao một lúc lạc ở dưới cái stronghold thì cuối cùng cũng về nhà và ngủ được rồi. Ơ mà, ôi mình quên là phải qua cái khu vực đầm lầy nữa. Tại vì muốn làm được cái đó thì mình cần phải có cái sợi chỉ ấy để bắt cái con vật cần làm mob farm. Nhưng mà bây giờ mình cần phải qua khu vực đầm lầy trước. Hình như khu vực đầm lầy ở phía hướng bên đây nè, để mình kiểm tra lại coi. Phải qua bển và kiểm tra lại. Coi nào có chính xác không ta. Ồ. Ui đó. Mình giống như chiếc xe vậy đó, hết xăng là chạy không có được các bạn ơi. Nó đói là hết bay được liền. Và đây chính là cách bay khó nhất đó. Bay ưỡn bụng lên trời luôn. Rồi bay về phía trước coi. Bay cao quá. Ở đây có mấy con đại bàng nè, nè tới rồi. Yay. Rồi và coi mấy con slam nó có despawn chưa. Chắc bây giờ nó despawn hết trơn rồi. Mình tìm được trứng rồng nước rồi nè. Yay, trứng rồng nước luôn. Wow, vô tình nhặt được trứng rồng nước nữa chứ. Ok, chắc bây giờ mình sẽ mang trứng rồng nước này về để up nha. Wow, có rồng lửa, có rồng băng rồi. Bây giờ có rồng nước nữa là đủ những cái hệ cơ bản rồi đó. Rồi, lấy quả trứng về. Đó, phải vậy chứ. Có táo vàng, có thịt nè, mana kết ship, những cục than và bánh mì. Còn bên đây coi. Bên đây là, wow, lấy hết luôn đi. Đó, lấy luôn cái rương về nhà. Úi da. Cái kiếm này đào nhanh quá, mình đào luôn cục đất mất tiêu rồi. Về nhà còn gắn cho mấy bé rồng mang theo nữa. Rồi lấy hết về. Và bên kia còn một cái nữa kìa. Thường thường mấy cái trứng này nó sẽ xuất hiện theo cặp ấy, cho nên khi nào mình cần nữa thì mình sẽ quay lại đây lấy nha. Nè, ba trứng luôn nè. Ok, chắc con lấy một cặp về đi. Khi nào ra rồng cái và rồng được thì thôi. Rồi lấy về. Và kiểm tra rương luôn. Nó có sách luôn nè, sách lửa. Vậy là có sắp có một cây cung lửa thứ hai luôn rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, và đây lấy nốt cái rương còn lại nào. Và cái giáp ngựa kim cương này để coi nào. Mình có thể chế tạo cái giáp này cho con đại bàng á. Để từ từ mình sẽ thuần phục con đại bàng cưỡi thử cho các bạn xem nhé. Con đại bàng vẫn có thể cưỡi được. Rồi, và bây giờ thì đã ban ngày rồi, chắc mấy con slam nó không có xuất hiện ấy. Khá là tiếc luôn. Ok, chắc tạm thời quay về nhà để chế tạo cái mini mob farm trước đi. Rồi sợi dây thì từ đó con đại bàng kìa. Còn sợi dây thì từ từ mình sẽ chế tạo sau nhé. Khi nào có bóng slam thì mình sẽ chế tạo sợi dây để bắt và kích hoạt mob farm lên. Rồi giờ bay về nhà nào. Mình có hai quả trứng á, giờ chắc sẽ up trước một quả đi. Mình sẽ up ở khu vực nào ta? Tại vì up rồng nước á thì mình cần phải có nước ở xung quanh. Thế nên thì mình sẽ up ngay khúc hồ hoặc là khúc sông gần nhà mình á, vậy cho tiện. Đây, ngay cái vườn mình luôn nè, tuyệt vời. Up ngay khu vườn luôn đi, đó, ngay đây. Mình sẽ tìm một cái block nào đó để có thể đặt quả trứng rồng lên. Mình sẽ sử dụng cái khối cát này đi. Đó, đây thêm một khối nữa. Rồi, sau đó đặt ở giữa hồ như vậy. Đó, rồi, đặt quả trứng rồng xuống. Và kích hoạt lên. Đó, từ từ rồi nở nha. Bốc khói lên là được rồi đó. Giờ thì
chỉ cần chờ đợi thôi, 2-3 đêm là thế nào bé rồng nước này cũng nở cho coi ha. Rồi giờ thì mình sẽ vào trong nhà và nghiên cứu công thức chế tạo cái mini mob farm. Cái này thì mình cần phải nâng cấp lên từ từ giống như cái lò nung vậy đó. Cho nên đầu tiên thì mình sẽ làm cái wooden mob farm trước nhá. Mình cần phải có thịt zombie thối rửa nè, kệ sắt, thuốc súng, sợi chỉ và thủy tinh. Rồi đầu tiên thì mình sẽ dọn bớt đồ trước đã. Chứ giờ đồ chặt quá trời, sao chuẩn bị đồ để chế tạo được. Đây đỡ ra hết. Công thức là như vậy. Ồ sáu luôn, dư. Rồi úi, mình làm dư hết một kệ rồi, kệ không sao đâu. Kế tiếp mình cần có thịt thối rửa nè, cần phải có thủy tinh. Ui mình hết thủy tinh rồi. Thôi thôi thôi, lại đây đào một cục thủy tinh đi. Ở một cục cát để nung lên làm thủy tinh nhá. Rồi, và coi coi công thức nó còn cần gì nữa không. Cần xương và thuốc súng á. Thuốc súng thì mình có rồi, xương thì mình chưa có. Đây mình sẽ lấy thêm một cái khúc xương nữa. Đó, vậy là đủ rồi đó. Cho vào đây để cho nó nung lên nhá. Để cho tiết kiệm thì mình sẽ nung bằng một cái khối gỗ đi. Cho cát vào. Nó nung siêu tốc luôn. Rồi, cho than vào lại. Kế tiếp thì mình sẽ cho vào bàn chế tạo nè và bấm vào công thức thôi. À, vẫn còn thiếu thủy tinh hả? Ủa? À, mình chưa lấy. À, còn thiếu cái gì nữa ta? Còn thiếu sợi chỉ. Sợi chỉ thì mình sẽ lấy trong rương này một sợi thôi. Rồi, giờ đã đủ rồi đó. Giờ thì chế tạo thôi nào. Búp. Nó wooden mob farm. Bây giờ để kích hoạt nó lên á thì mình cần phải có một cái sợi chỉ để bắt cái con vật. Ví dụ như mình muốn farm con skeleton để lấy xương cho bé rồng có thức ăn ấy, thì mình sẽ bắt một con skeleton ngẫu nhiên rồi cho vào trong cái lồng này nè để cho nó sấy lên. Ở cấp độ gỗ á, thì mình coi nào, cấp độ gỗ thì mình cần khoảng 50 giây á, nhưng mà khi nâng lên sắt thì mình chỉ cần, ủa đá thì mình chỉ cần 40 giây thôi, và sắt là 30 giây, vàng là 20 giây, còn kim cương á chỉ cần 1 giây thôi, lên tới emerald là 5 giây. Wow, nhưng mà cái này thì cần phải có sao nether ấy. Thay vì làm cái này á thì mình chỉ cần sử dụng một sao nether thôi để chúng ta có thể nâng cấp cái cây kiếm laser của chúng ta lên. Như vậy thì kiếm laser của chúng ta sẽ rất là mạnh và tốc độ tấn công thì nhanh khỏi phải bàn luôn á. Ở tập trước thì mình có tiêu diệt được một con rồng thượng cổ, nhưng phải nhờ đến sự trợ giúp của bé rồng lửa của mình. Và mình thấy điều đó khá là đơn giản, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách bản thân ấy, là tự thân mình sẽ chiến đấu một một với con rồng thượng cổ đó luôn. Và hy vọng rằng mình sẽ chiến thắng trong cái trận chiến này nhá. Và cũng như là mình đã tìm được một cái hang rồng tiếp theo rồi. Nó khá là gần cái khu mỏ bổ hoang ở phía dưới, và khu mỏ đó từ từ mình sẽ khám phá sau. Rồi giờ thì vào trong và chiến đấu với con rồng thượng cổ thứ hai thôi. Chưa biết đây là con rồng màu gì nữa. Rồi vào kiểm tra nào. Ồ, con này khá là giống con rồng lửa. Wow, nguy hiểm quá à. Ui, nó cạp hết mấy cái rương rồi. À, có emerald nè. Từ từ lấy sao. Giờ thì... Ồ, có cái mũ kim cương luôn. Mình lại gần một xíu nữa, thế nào nó cũng thức giấc cho coi á. Chưa, tranh thủ nó chưa thức, mình sẽ lút đồ. Tại vì đây rất là nhiều đồ quý luôn á. Rồi, wow, kiếm các kiểu nè. Có vẻ là nó cạp hơn hết mấy cái rương trong đây á. Đây, có nón nữa nè. Có mấy cái mạng nhện. Rồi. Wow, quá trời đồ quý luôn. Thôi cất vào đây tạm đi. Đó, cất vào, sắt giữ lại. Rồi, có kim cương nữa, từ từ lấy sao. Rồi, giờ thì chọc dẫn thôi. Rồng hả, thức dậy đi. Mình bị yếu đuối mất tiêu rồi. Con rồng này nó éo quá à. Ui. Ao. Ai vô. Ui, nó còn có đệ tử nữa. Ai vô. Ui, ao là đừng đốt. Ao. Ui, nó có đệ tử nữa nè, đệ tử nó cầm khúc củi. Ao. Ui. Chết rồi, mình quên đem táo vàng rồi. Ui, tên này cũng có đệ tử nữa. Ai da. Ồ, có vẻ không ổn rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cây kiếm rồng đi, có vẻ cây kiếm cây kiếm laser của mình nó không có thể chiến đấu với con kia rồi. Đây, dùng kiếm rồng nè. Đó, rồi cho bé rồng Terra vào lại. Ủa, rồng mà rửa vào lại và quay trở lại chỗ hồi nãy thôi. Dám đánh mình hả? À mà quên nữa, nhớ lấy theo táo vàng. Con rồng này quá mạnh rồi, mình không thể nào mà đánh nhau với nó mà không cần táo vàng được ấy. Rồi, mình sẽ lấy táo vàng ra nè. Thằng này mình tin rằng mình sẽ có thể tiêu diệt được nó. Rồi, quay trở lại khu hồi nãy thôi. Đây, death đây. Wow, này thì... Ui, nó mạnh quá. Ao. Ô, nó mạnh quá luôn á.
Không ổn rồi, vậy là mình phải gắng bắn tầm xa với nó thôi chứ. Đọ cận chiến với nó là chắc không thể nào lại đâu, tại vì sức tấn công của nó thì quá mạnh, mà giáp mình thì đâu có mạnh đến nỗi mà chống lại cái đòn tấn công của nó đâu. Đó, cho nên mình sẽ đứng từ xa và dùng cung bắn. Đó, mình có cung rồng mà. Và mình sẽ cố gắng dùng cung để tiêu diệt nó luôn. Đó, trong lúc nó chưa áp sát thì gắng bắn nó thôi. Đó, cố lên, cố lên. Thằng này không có bé rồng thì phải chịu khó chiến đấu đơn thân độc mã thôi chứ sao giờ. Cầm đuốc lên cho sáng sáng nào. Nó sáng lên thì bắn mới chuẩn được. Ừ, mắc kẹt đi. Mắc kẹt đi. Mắc kẹt thì mình sẽ dùng. Ồ, đúng rồi, mắc kẹt cái đầu vào cục đá đi. Đó, thấy nó mắc kẹt vậy thôi á, chứ mình lại gần thế nào nó cũng phun lửa mình, thấy nám đen thui á. Nên tốt nhất là ở xa mà bắn nó. Và giờ thì mình gây cũng không có nhiều sát thương cho lắm, tại vì cung của mình nó có sức mạnh 5 mà giờ bị dính lửa ngay đuốc. Au au. Ui. Nó mắc kẹt rồi. Au 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 au. Ui, nó mắc kẹt rồi. Chạy chạy chạy. Ui ui ui. Chạy vô đây núp thôi. Ui ui, bình tĩnh nào anh bạn. Bình tĩnh nào anh bạn rồng. Ui bình tĩnh nào. Ui ui ui. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mày quá, mày quá. Mày quá, mày quá. Ui, nó bị đốt hay gì kìa. Nó tự đốt nó luôn rồi. Ui. Ui, sải cánh nó dài quá. Nó quánh mình xuyên bức tường luôn. Ui. Nó mà tấn công vô trong đây mình không biết chạy sao với nó luôn á. Bắn nè. Bắn nè. Ui, nó đang tìm cách để vào trong với mình á. Ui, coi kìa, coi kìa. Ui, nó bắn xa chưa kìa. Oh my gosh. Ây da. Nó, các bạn thấy chưa, mình ở trong đây mà nó quýnh cũng tới nè. Là hiểu sức mạnh của nó tới cỡ nào rồi. Ok, ở đây có lỗ hả? Bắn xuyên cái lỗ luôn. Bắn nè. Tạo cơ hội để mình bắn nó nè. Đó, cố lên, cố lên. Rồi, đi thôi. Mình tỉnh nè anh bạn, mình tỉnh nè anh bạn. Đánh. Ơ à. Yay, mình đã trở thành kỵ sĩ rồng thật sự rồi. Mình có thể một mình và đại chiến với con rồng thượng cổ luôn. Nhưng mà phải ngỡm tới mấy lần lận. Để coi coi. Một nè. Hai nè. Ba nè. Ngỡm tới ba lần lận. Wow, phải ngỡm tới ba lần thì mình mới có thể tiêu diệt được con rồng này. Nhưng mà đây cũng là một cái thành tích mới của mình rồi đó. Rồi, giờ thì lút đồ thôi. Thời khắc mình thích nhất là đây. Rồi, cắm đuốc lên cho sáng sủa rồi chúng ta cùng nhau lựa đồ ngon trong đây nhá. Trong đây thì rất là nhiều đồ xịn cho mình có thể lựa luôn á. Và cái xác này thì để cho nó cô ráo một xíu đi rồi lấy đồ sau cũng được. Nó không có chạy đâu mà sợ. Mình sẽ cắt trước mấy cái block mà nó phá nè. Con rồng này quậy ghê luôn á. Quá trời block rơi trong người mình nè. Đó, cắt vào và hạt vàng mình nhiều quá. Thành ra bây giờ mình sẽ... Ui, ai đây? Amulet đây. Mình sẽ coi coi hai bé rồng có mang theo gỗ giúp mình. Rồi, cho vào đây lại. Mình sẽ nén những cái hạt vàng lại thành những cái phôi vàng ấy. Đây, nén lại hết luôn. Phôi vàng, đó. Cắt vào đây Iron Jacqueline nè. Redstone. Cắt quặng sắt, cắt quặng silver. Mình chỉ lấy kim cương, sắt vàng, emerald thôi. Rồi, ở đây có emerald từ từ đào sao. Đây, 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 đây. Ui, chỉ. Mình nào có ship chắc mang về để học đi. Xương nè, xương là mới phải mang về. Tại vì giờ mình chưa có cái mob farm, cho nên phải chịu khó lấy. Mũ kim cương hả? Mấy cái món này để mình stack lại một chỗ. Rồi sau này mình xuống mình gom hết một lần luôn cũng được. Ui, quá trời rồ nè. Wow, cái này phải để lại cái vị trí đi. Để từ từ quay lại sau chứ giờ lút hết chắc cả ngày á. Rồi tạm thời sẽ xơi thịt cái con rồng này trước. Để coi nào. Hy vọng con rồng này sẽ cho mình trứng á. Tại vì rồng thượng cổ thì sẽ có tỉ năng có thể rơi ra cái quả trứng cho mình. Đó, thế nên chúng ta cần phải lút từ từ thôi. Đây, lút phần bụng nó đi. Đó. Ui. Ui. Con rồng to thế này mà không cho nổi mình một quả trứng nữa. Ui, nó to thực sự luôn á mà không cho nổi mình một quả trứng luôn. Ui, có lẽ con rồng này là con rồng đực rồi, nó không có biết đẻ trứng các bạn ơi. Mình phải gán tìm mấy cái con rồng cái đi mà ở đây mình không biết cách nào để phân biệt giới tính của nó ấy. Chỉ biết là đánh xong thì nó có rơi ra hay không thôi. Mình đoán là con này là rồng đực á, không có trứng gì để trơn. Bự thế mà không có nổi một quả trứng. Thôi tạm thời thì cất mấy thứ này vào. Và mình có một stack dưới chính cái vải của con rồng này nè. Quá trời luôn. Có thêm một cái đầu và con nãy là stack 5 lận. Tức là cái cấp độ cao nhất á. Nhưng mà với cây cung rồng nè, cũng như là cây kiếm rồng thì nó không là vấn đề gì với mình đâu. Còn bây giờ thì mình sẽ coi coi ở đây có cái rương nào chứa đồ xịn không. Mình nghĩ sẽ có rương chứa đồ xịn cho mình.
tinh tinh rằng và như vậy. Nó thấy không, vàng quá trời nè, đúng là kho báu mà. Kiếm hả? Lại là kiếm. Thôi cần kim cương thôi. Mua quá trời vàng nữa nè. Ồ không có kim cương cho vàng cũng được. Đó, lấy hết về, lấy hết về. Mà nó cứ ship lấy luôn. Và đây coi. Ui ui, trong đây còn nhiều quái lắm, phải thắp đuốc lên. Mình không muốn cái này trở thành cái động của yêu quái đâu. Này thì skeleton này, nó lên cấp luôn. Này thì zombie này, này thì zombie này. Zombie này. Ui nó phá quá trời block ở đây nè. Lượm vào, lượm vào. Emerald lượm được nè, kim cương nè. Nó thấy không, xem ném là mất hết mấy viên kim cương rồi. Tại vì con rồng thượng cổ này nó nghịch lắm, nó phá tùm lum hết hả. Đây nè, nó phá quá trời luôn. Ở đây có quặng kim cương hả? Đó, cứ tìm khoảng 10 cái hang rồng như vậy, mình khai thác hết số khoáng sản trong đây thế nào mình ha, cũng chế tạo được full giáp cho mấy rồng của mình cho coi á. Cái này thì chắc khai thác từ từ mới hết thôi. Lại là xương nè. Đó, lấy về cho bé rồng mình có thức ăn nào. Đó, lấy hết về. Mình sẽ cắt bớt cái gì ta? Cắt bớt cái xô đi để lấy sắt cũng như là những cái khúc xương về cho bé rồng mình ấy. Đây đây còn rương nữa nè. Quá trời rương luôn. Thôi tạm thời thì quay về nhà thôi. Lướt như đây đã đủ rồi. Về nhà. Hôm nè. Rồi giờ đang ban ngày ban đêm đây. Ồ đang ban đêm, tuyệt quá tuyệt quá. Giờ bay qua khu vực đầm lầy coi coi có những cái con slime xuất hiện không nhá. Mà giờ thì cần phải dọn đồ trước đã. Đây có quá trời vải rồng nè. Đó, cắt vải rồng vào. Mana cách ship thì cho vào chỗ này đi. Đó, đây là chỗ để mình chứa mấy cái mana cách ship nè. Sắt giờ mình cũng có được kha khá rồi đó. Được quá trời cái phôi luôn nè. Giờ mình sẽ nén nó lại thành khói đi. Để từ từ mình sẽ chế tạo full giáp sắt cho mấy bé rồng của mình nha. Kim cương thì chắc sau này mới được thôi, chứ giờ đâu có đủ điều kiện đâu. Đó, cắt vào. Vàng cũng thế nè, vàng cũng có khá nhiều rồi. Đồ kim cương thì cho tạm vào cái rương này. Đó, mấy cái phôi, mấy cái hạt thì nén lại thành phôi. Rồi, cho hết vào đây nha. Đây cho vào. Rồi giờ thì lên đường và đi tìm những cái con slime thôi. Hy vọng xuất hiện slime để mình làm được cái cổng dây ấy. Mình cần cổng dây để ui mà cánh mình cũng gần hỏng rồi. Biết bay đủ không ta? Ôi, chắc phải cưỡi bé rồng đi chứ bay giữa chừng đáp xuống thì kỳ lắm. Rồi đi thôi bé rồng ơi. Ban đêm này chắc hơi nguy hiểm nè. Mà không sao đâu, cố lên. Con nào tới chưa ta? Như còn một xíu nữa là tới rồi. Khá là gần cái chỗ có rồng nước á. Đây đây tới khu có slime rồi nè. Giờ đang ban đêm luôn. Mặt trăng đâu ta? Ui nay không có mặt trăng rồi. Thường thường con slime nó xuất hiện theo mặt trăng ấy. Ồ có vẻ không có mấy con slime rồi. Với lại đây là vùng đầm bằng nhỏ ấy. Mình sợ mấy cái vùng đầm bằng nhỏ như vậy thì nó không có slime. Ui nguyên đạn zombie kìa. Ồ zombie dám tắc quay tắc quái ở đây hả? Từ từ để đó từ từ mình sẽ tiêu diệt hết. Nhưng mà giờ kiểm tra coi có slime không. Ôi như đằng kia. À không, cái đó là khu vực đầm lầy thôi. Tưởng đâu khu rừng chứ. Tại vì trong rừng nhiều khi mình lại gặp mấy con boss mới nữa ấy. Vậy là không có rồi. Ui tiếc ghê luôn á. Thôi bắt bé rồng về. Không có giỏi rồi, về nhà luôn. Đây về nhà một cái. Rồi tổng kết trong ngày hôm nay á thì mình đã tiêu diệt được một con rồng thường cổ tiếp theo, kích hoạt được cánh cổng kết thúc, chế tạo được cái mini mob farm nè và một cây kiếm laser mình đang cất trong người của bé rồng lửa rồi. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiêu diệt con rồng ender để chúng ta có thể lấy được quả trứng rồng nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.